kiểu dạng cổ phục ngày xưa, trang phục ngày xưa. Xin chào tất cả mọi người, hiện giờ mình đang ở tỉnh Thừa Thiên Huế và trong thành phố Huế luôn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một ngôi chùa nó gắn liền với lịch sử hình thành lên của thành phố Huế bây giờ. Đó là ngôi chùa tên là Thiên Mụ. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhé. Và ngôi chùa Thiên Mụ này đã xây dựng vào năm 1601, là hơn 400 năm rồi, do vị chúa Tiên Nguyễn Hoàng cho xây dựng ra. Lúc trước là chùa Thiên Mụ này chưa có, thì ở trên đồi Hà Khơi này có một cái ngôi chùa tên là Thiên Mẫu do người Chăm xây dựng. Cái vị trí mà chùa Thiên Mụ này nằm vị trí rất là đẹp, ở trên đồi Hà Khơi và phía trước là hướng ra dòng sông Hương thơ mộng của thành phố Huế. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi lên tham quan ngôi chùa này. Ở trong này có nhiều cái đặc biệt để mình sẽ giới thiệu cho mọi người trong video mình nha. Let's go. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi lên trên ngôi chùa Thiên Mụ nha. Ban đầu là chúa Tiên Nguyễn Hoàng xây dựng thì tên là Thiên Mụ. Tuy nhiên là đến đời vua Tự Đức á, thì ngài lúc đó chưa có con, mặc dù là thơ thiếp là hơn 100 người. Và ngài á, là thấy chữ Thiên là đụng chạm với lại Thiên là trời, là đụng chạm với trời, cho nên là kỵ hí chữ Thiên. Cho nên là vua Tự Đức đã đổi cái ngôi chùa Thiên Mụ này thành chữ Linh Mụ. Và cái thời gian mà đổi cái ngôi chùa cái tên là Linh Mụ này chỉ trong khoảng 7 năm thôi. Sau này thì người dân vào thời đó thì cứ gọi là Thiên Mụ hoặc là Linh Mụ gì cũng được. Ở phía trước chúng ta có thể thấy đây coi như là biểu tượng của ngôi chùa Thiên Mụ luôn. Ở đây là tháp Xuất Duyên ạ. Ngôi tháp này có 7 tầng và cứ mỗi tầng là đều có tượng Phật ở trong đó. Ở trong này có những bậc thang xoắn kiểu con ốc nha, để lên trên đây. Thiết kế ở trên thì nhỏ, càng xuống thì nó là to ra. Tháp Phước Duyên. Và người ta nói là không biết là mọi người như thế nào thì không biết, nhưng mà theo thông tin mình đọc được đó là có những mẫu câu chuyện đó là kể là nếu ai mà đứng đây mà chụp hình dưới tháp Phước Duyên giờ á thì mọi sự về tình duyên nó sẽ rất là tốt đẹp, lúc nào cũng thuận lợi về đường tình duyên. Cho nên là mấy bạn nữ, mấy bạn trẻ này, bạn nam gì đó hay đứng về tháp Phước Duyên chụp hình nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong ngôi chánh điện của ngôi chùa Thiên Mụ. Xin quý khách lưu tâm không mặc quần áo ngắn vào chùa. Vào đây mọi người coi nè, mấy bạn nữ mặc áo dài cổ phục vào thời xưa. Ở đây có hai vị hộ pháp, đây là cổng chính. Chùa Thiên Mụ ở Huế đã trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng quy mô, trở thành ngôi chùa gây ấn tượng mạnh về kiểu kiến trúc. Đến chùa bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều quần thể bời thế bên trong, như là tháp Phước Duyên, điện Đại Hùng như chúng ta thấy trong video, điện Quan Âm. Toàn bộ các công trình này đều nằm trên ngọn đồi hình chữ nhật hướng Bắc Nam, bao bọc xung quanh là tường đá vô cùng vững chãi. Điện Đại Hùng là ngôi nhà chánh điện của chùa, là nơi thờ Phật Di Lặc có đôi tai rất lớn như để lắng nghe nỗi khổ cực của chúng sinh, và với chiếc bụng to khoan dung cho những lỗi lầm của dân. Điện có kiến trúc kiểu trùng thiền điệp ốc, được phục chế vào năm 1959. Các cột kèo đổ bằng bê tông, bên ngoài phủ một lớp sơn giả gỗ. Không chỉ nổi tiếng là ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Huế, chùa Thiên Mụ còn khiến bao du khách phải luyến lưu bởi vẻ đẹp bình yên khác biệt. Nhìn từ xa, ngôi chùa hiện lên với hình dáng như là một con rùa khổng lồ đang gánh trên lưng một tòa tháp cổ hướng đầu ra dòng sông Hương. Đặt chân đến đây, du khách sẽ có cảm giác như lạc giữa chốn tiên cảnh và đắm chìm trong không gian cổ kính. Có rất là nhiều bạn trẻ thích mặc đồ trang phục cổ phục để mà đến đây chụp hình. Xung quanh được bao phủ bởi những cây thông, cây cảnh, ao sen, mang đến một cảm giác bình yên khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, mà nằm lại ngay trong thành phố mới là đặc biệt. Và đây là cái chiếc xe di vật của Hòa Thượng Thích Văn Đức, đã dùng chiếc xe này đi từ chùa Ấn Quang đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt, Sài Gòn. Vừa bước xuống xe thì Hòa Thượng tỉnh tọa giữa lòng đường rồi tẩm xăng châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách. Vừa bước xuống xe, Hòa Thượng tỉnh tọa giữa lòng đường rồi tẩm xăng và châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách bảo tàng kỳ thị Phật giáo và đàn áp tín ngưỡng tự do của chế độ Ngô Đình Diệm.
đây là hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Đến đây là được 59 năm rồi. Và bên đây mình thấy có một bức hình. Đây là Hòa Thượng Thích Huyền Quang và quả tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Phía sau chánh điện ngôi chùa là những cây vườn hoa, những bãi cỏ và cả những cái hồ nước rất là đẹp ở phía sau đây. Đây là nơi mà chụp hình check-in rất là đẹp tại chùa Thiên Mụ. Thời tiết dễ chịu nhất để đến với lại của chùa Thiên Mụ là vào khoảng tháng 1 mà đến tháng 2. Tuy nhiên là có rất nhiều người chọn tháng 5, tháng 6 để đến Huế dù trời mưa nhiều và thời tiết nóng, nhưng là mùa hoa phượng nở đỏ rực kết hợp với lại phong cảnh ở Huế. Đặc biệt là khi đến thăm chùa Thiên Mụ vào mùa hè, bạn sẽ thấy những tán phượng nở đỏ rực buông xuống trước cổng chùa, một cảnh sắc rất là đẹp. Từ hơn 4 thế kỷ nay, chùa Thiên Mụ ở Huế với tiếng chuông sớm chiều ngân nghe, vang vọng những cảnh đẹp tuyệt vời trong bình minh, hoàng hôn hay những đêm trăng thanh, gió mát đã tượng trưng cho vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng của xứ Huế. Đúng là ông chú tiên nghỉ hoàng tới đây nè, xong người dân cởi lại đó, cho nên ông cũng có ý định mở xây ngôi chùa ở đây. Ở bên đây mình có thấy vài cái bia ở đây. Ở đây có ghi chữ Nôm. Mình vào đây mình coi thử. Đây là bia khắc bài Thiên Mụ Tự Phước Duyên Bủ Tháp Bi của Hoàng đế Thiệu Trị, nói về việc xây dựng tháp Duyên. Tháp Phước Duyên thì xây dựng vào năm 1846. Mọi người có thể thấy đây là cái tháp Phước Duyên, tháp 7 tầng nữa. Đây là cái bia khắc bài Ngự Kiến Thiên Mụ Tự của chúa Nguyễn Phúc Chu nè, nói về việc tôn tạo chùa Thiên Mụ năm 1715. Năm 1715 thì chùa Thiên Mụ đã tôn tạo trùng tu lại. Và như vậy là sau một hồi mình quay video phong nguyên nhà chùa này, và có chánh điện của chùa Thiên Mụ nữa. Đây là một nơi mà rất đáng để mọi người đến tham quan tại thành phố Huế. Khi mọi người đến thành phố Huế thì nhớ đến chùa Thiên Mụ, cũng như là hay có tên gọi khác đó là chùa Linh Mụ nha. Đây là một ngôi chùa có lịch sử lâu đời hơn 400 năm rồi, do chú tiên Nghĩa Hoàng đã xây dựng. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người trong những lần video tiếp theo. Chào, hẹn tạm biệt và nhớ bấm nút đăng ký kênh của mình để mà theo dõi những video tiếp theo nha. Thank you.